chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay là 11 tháng 5, tức là ngày lễ. Chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ nha. Hôm nay Dâu sẽ nấu một món rất là đặc biệt, đó chính là món lagu gà. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có gà này chắc là khoảng 1 kg nha mọi người, nấm đông cô, cà rốt, khoai tây, ngò. Đặc biệt chính là dầu gất nha mọi người. Dầu gất này nó sẽ không những tạo màu mà nó còn tạo thêm vị nữa. Tại vì dầu gất này nó khác với dầu màu điện cái, nó không phải là nó thắng cái dầu không đâu, mà nó có bỏ thêm một tí rượu ở trong đó, nó làm từ trái gất ra mọi người, cho nên cái vị nó ăn nó sẽ rất là khác với màu điều. Một ít hành tỏi băm. Nước dùng thì mình sẽ dùng nước dừa nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ xào sơ gà cho nó săn lại nha mọi người. Đừng quên cho ít hành tỏi vào phi cho nó thơm nha. Gà sau khi đã săn sơ lại một chút xíu, mình bắt đầu nêm nếm gia vị nha mọi người. Mình sẽ cho một muỗng nước mắm, 3 muỗng bột nêm, 2 muỗng đường, 2 muỗng dầu gất. Nguyên liệu đặc biệt nha mọi người. Khi bạn dùng dầu gất, các bạn sẽ thấy cái màu nó đẹp như thế này và nó đều, nó áo đều tất cả các gà ở trong bên trong nó luôn nha. Còn màu điều á, bạn chỉ thấy nó nổi ở trên bề mặt nước thôi chứ nó không có màu đẹp như vậy đâu. Sau khi chờ gà nó thấm gia vị hết thì mình sẽ bắt đầu sơ chế nguyên liệu nha mọi người. Của mình đã thấm hết gia vị rồi, mình sẽ chế nước dùng vô nha mọi người. Nước dùng này là nước dừa nha. Và bỏ thêm một tí nước sôi cho nó loãng ra một xíu nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy là nước dùng nó khác hẳn khi mà mình bỏ dầu gất với màu dầu điều đúng không mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ nấm đông cô vào nha. Cà rốt vào luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho khoai tây vào nha mọi người. Khoai tây nó mau chín cho nên mình sẽ bỏ vào sau cùng. Nồi lagu của mình đã chín rồi, bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí nha mọi người. Vậy là món lagu gà của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Món này mọi người có thể ăn với bánh mì, ăn với cơm, với bún hoặc là với mì gói đều được hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích cái video này đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Nếu mọi người có muốn yêu cầu nấu món gì thì comment bên dưới giúp Dâu nha.